bà con ở đây. Trồng đậu thấy trồng nhiều, mình cũng có ý làm lên một cái ép dầu vụn để cho bà mà ép cho nhà kiếm dầu ăn đã, rồi mới ép gia công cho bà con lối xóm. Tôi mới mày mò đi tìm những cái phế thải của thủy lực mình chế ra để ép gọn hơn và khỏe người hơn. Để có một cái lít dầu sạch á, phải bỏ vào một cái máy sạc, bỏ đi 80% vỏ, xong rồi mới bỏ qua một cái cối xay, xay nghiền mịn. Từ cái cối xay đưa qua cái lò hấp, hấp xong rồi là phải chia từng bánh ra để bỏ vào trong cái bộ phận ép dầu. Thì tính ra cái nhiệt độ nó cũng trên 100 độ, cái nóng đó đi đều ở trong bột đó nó mới chín được. Mà hết càng chín thì cái dầu nó càng thơm, nó không bị hôi. Làm thì mình cứ suy nghĩ, mình làm cũng phải mất tới 6 tháng mới chế tạo ra được cái máy này. Thì một ngày xay đời này nọ là cũng được vài 30 lít, rồi có bữa nhiều thì khoảng 150 đến 200 lít, là tôi bán 100.000 đồng một lít.